Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay cũng có thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Kiatisak khẳng định Việt Nam dư sức đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Thưa quý vị, huấn luyện viên Kia Tisak luôn tỏ ra thân thiện, hòa đồng, nhưng đôi khi ông cũng có những bài khích tướng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ra trò để họ dâng trào quyết tâm thi đấu ở V-League. Mới đây, nhân lúc câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang nghỉ vì V-League tạm dừng, Kia Tisak có phần trả lời phỏng vấn trên tờ VN Express. Cô Thái tiết lộ rằng bầu đức không chỉ mang anh đến Việt Nam thi đấu, gặt hái nhiều thành công và tình yêu từ người hâm mộ mà còn mở ra con đường làm huấn luyện viên. Thời điểm sắp giải nghệ cầu thủ sắc thực tế chưa từng nghĩ tới sẽ làm huấn luyện viên, nhưng sau đó anh được hướng đến việc vừa làm cầu thủ vừa làm công tác huấn luyện ở Hoàng Anh Gia Lai. Từ đó từng bước một, Si Cố Thái trở thành chiến lược gia xuất sắc như hiện tại. Cũng chia sẻ thêm về những ngày đầu tới Phú Núi trước thềm V-League 2003, Kiatisak khi đó ngay bầu Đức nhử rằng fan Hoàng Anh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung đang rất chờ đợi anh. Kiatisak khi đó rất khó tin. Vì rõ ràng Thái Lan, Việt Nam là kinh địch ở cấp độ đội tuyển, làm sao fan Việt Nam có thể yêu thích cầu thủ ở phía đối địch. Thế rồi khi đặt chân đến Việt Nam, cảm xúc trong tôi thay đổi hoàn toàn. Hàng nghìn người chờ đón chúng tôi ở sân bay tân sân nhất, hôm sau lên Pleiku số lượng đông gấp bội. Chúng tôi được đưa lên một chiếc xe Jeep, xung quanh là hàng nghìn chiếc xe máy bám theo, chỉ vài km từ sân bay đến nơi tổ chức họp báo mà mất vài tiếng, thực sự tôi chưa từng vui như vậy. kia sắc nhớ lại và kể với VN Express. Ở thời điểm hiện tại, Kia Tây đang trong lần thứ 3 dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Phú Núi có chuỗi 11 trận bất bại sau 12 vòng đấu để đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2021. Dù vậy, Zico Thái giữ nguyên mục tiêu đặt ra cho Hoàng Anh Gia Lai từ đầu mùa là lọt vào top 3 mà chưa vội chuyển thành mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, Kia Sắc tiết lộ rằng từ đầu mùa, Bầu Đức đặt mục tiêu top 4 cho Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng có thể lúc này đây, vị tỷ phu phố núi đã thay đổi mục tiêu hướng về ngôi vương. Một trong những điều giới mộ điệu Việt Nam tò mò nhất là làm cách nào huấn luyện viên Kia ti Sắc lột xác Hoàng Anh Gia Lai nhanh tới vậy. Từ một đội hay phải lo trụ hạng thành đứng đầu bảng xếp hạng. Có nhiều vấn đề được Zico Thái cải thiện, trong đó nổi bật là về tinh thần. Chiến lược gia người Thái bật mí với VN Express trong một đoạn nói chuyện với cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó anh khích tướng mạnh mẽ học trò Tôi từng là cầu thủ, tôi biết các cậu muốn gì. Bây giờ tôi muốn trước vô địch trở lại với Hoàng Anh Gia Lai. Các cậu đã ở đây nhiều năm, tôi muốn các cậu đoàn danh hiệu. Các cậu đã giành danh hiệu với đội tuyển, vô địch SEA Games và AF Cup, nhưng vẫn trắng tay ở câu lạc bộ. Các cậu có nhiều người hâm mộ và giờ là lúc chứng tỏ cho họ thấy các cậu xứng đáng được tôn trọng với thành tích ở câu lạc bộ. Nếu các cậu nghĩ mình giỏi thì phải chứng tỏ bằng cách ghi bàn và giành chiến thắng. Bên cạnh việc khơi dậy tinh thần chiến đấu của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, Di Cô Thái cũng khuyên dàn sao phố núi hãy chơi bóng thật đơn giản, tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu. Anh cũng tiết lộ tham vọng dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở AFC Champions League, không chỉ là vì để chinh phục thử thách mới mà còn mong dạng danh bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ vì mục tiêu ấy. Thời gian qua, Kia Tisak không ngừng thúc đẩy học trò, từ việc phần đầu ăn hết mỗi bữa cơm để đảm bảo thể lực, sức mạnh, tới việc từng người dù đã chính hay dự bị phải cố gắng đạt khả năng phong độ tốt nhất. Tôi muốn tham gia đấu trường châu lục, Hoàng Anh Gia Lai phải chắc chắn 100% về khả năng của mình. Nếu chỉ chắc chắn 80% thôi, để đội bóng khác đi. Tham dự đấu trường châu lục là đại diện cho Việt Nam, không chỉ cứ muốn đi là được. Tôi không muốn đó là một cuộc dạo chơi. Hà Nội đã tham dự đấu trường này, Việt theo năm nay tham gia. Tôi hy vọng Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ có cơ hội. Kia Tisak chia sẻ thêm. Cuối cùng khi được hỏi về cơ hội của Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup, Kia Tisak nói muốn Việt Nam đi tiếp, anh cũng nhận định cơ hội của Việt Nam cao hơn hẳn Thái Lan. Di Cô Thái nhận định, nếu Việt Nam lọt vào được vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022 thì có lợi rất là lớn. Các cầu thủ Việt Nam được cọ sát nhiều hơn với đối thủ hàng đầu châu lục ở các trận đấu quan trọng chứ không phải là giao hữu. Các ngôi sao Việt Nam cũng có cơ hội lọt vào tầm mắt của những tuyển trạch viên lớn, từ đó thì mở ra cơ hội xuất ngoại tốt hơn. Dù vậy, Kia Tisak cũng còn lo lắng nhỏ là nếu như vậy, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phải chơi số trận nhiều hơn trong một năm dễ bị quá tải. Liên quan đến tuyển Việt Nam, mới đây bất ngờ xảy ra tranh cãi liệu huấn luyện viên Kia Tisak có xứng đáng làm người kế tục huấn luyện viên Park Ha-seo dẫn dắt những ngôi sao vàng hay không? Trước vấn đề này, Di Cô Thái từng bỏ ngỏ. Hợp đồng của tôi ký với đội bóng phố núi 2 năm, sau đó tôi phải làm thật tốt công việc của mình ở Hoàng Anh Gia Lai. Còn đâu là câu chuyện tương lai phụ thuộc vào con đường làm bóng đá chuyên nghiệp. Hiện Di Cô Thái đang có hoàn cảnh rất tốt ở Hoàng Anh Gia Lai, không chỉ ở vấn đề thành tích, quan trọng không kém đó là việc anh nhận được sự tín nhiệm lớn từ bầu đức và các cầu thủ. Nguyễn Trung Đại Dương từng chia sẻ ở câu lạc bộ phố núi, Kia Tây được yêu quý, tôn trọng giống một người cha. Để nhận xét về Kia Tây tôi nghĩ ông ấy giống như người cha ở Hoàng Anh Gia Lai, Kia Tisak là người sống tình cảm luôn quan tâm gần gũi với học trò của mình dù đó là ai. Giá trị cốt lõi trong phương pháp huấn luyện của ông ấy chính là yếu tố tinh thần nên Kia sắc rất được lòng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Tin tiếp theo FIFA đề xuất thay đổi lịch sử từ Việt Nam rộng cửa đá World Cup Thưa quý vị, quyết định tăng số đội tham dự và đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA đã mở rộng cánh cửa tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho tuyển Việt Nam. Kỳ đại hội lần thứ 71 của FIFA được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 theo hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp này, FIFA chính thức gửi đề xuất World Cup được tổ chức 2 năm một lần để các đại biểu từ các quốc gia thảo luận. Từ những thập kỷ trước, FIFA cam kết mở rộng quy mô World Cup đến năm 2026, việc mở rộng World Cup lên 48 đội chính thức trở thành hiện thực. Do đó lúc này đây, FIFA hy vọng rút ngắn chu kỳ 4 năm của World Cup xuống còn 2 năm. Tuy nhiên hiện tại đề xuất này mới chỉ ở giai đoạn nghiên cứu khả thi và cũng bị nhiều nước, đặc biệt là các nước châu Âu phản đối. Để được thông qua, chắc chắn phải mất một chặng đường rất dài trong việc thuyết phục các liên đoàn thành viên. Ở một lăng kính khác, nếu đề xuất trên được trở thành hiện thực, âu cũng là một tin khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy thú vị. Bởi lẽ bên cạnh việc được rút ngắn thời gian chờ đợi để thưởng thức giải đấu lớn nhất thế giới, thì viễn cảnh đội tuyển quốc gia dự vòng chung kết World Cup cũng có thể thấy rõ. Bởi lẽ, nếu vòng chung kết World Cup tổ chức 2 năm một lần, chắc chắn công tác thi đấu ở các vòng loại cũng sẽ được thay đổi. Thời gian thi đấu các vòng loại ở từng khu vực chắc chắn được rút ngắn, cơ hội để Việt Nam học hỏi tích lũy kinh nghiệm qua từng mùa giải là thuận lợi hơn rất nhiều. Đó là chưa kể việc FIFA chính thức nâng số đội tham dự lên 48 đội kể từ World Cup 2026, qua đó AFC, Liên đoàn bóng đá châu Á có 8 suất tham dự vòng chung kết World Cup thay vì 4,5 như trước đây. Hiện tại Việt Nam đứng hạng thứ 13 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên Màn trình diễn tại Asian Cup 2019 hay vòng lại World Cup 2022 đã chứng minh đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không hề thua kém những đối thủ hạng hai như UAE, Syria, Iraq, Uzbekistan hay Trung Quốc. Một khi số đội tham dự tăng lên và thời gian được rút ngắn đi, thì Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành vé dự World Cup trong một tương lai gần. Bởi khi đó, chúng ta sở hữu đội hình rất mạnh bởi lứa thế hệ vàng, công phượng, quang hải, văn hậu, đình trọng, đang ở độ 9, kết hợp cùng những ngôi sao trẻ mới nổi bật của U19, U22 Việt Nam hiện tại. Nói vậy để thấy rằng, nếu đi đúng lộ trình phát triển, từ quốc gia Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cọ sát, qua đó rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu khu vực, nếu như vòng loại World Cup diễn ra 2 năm một lần. Cơ hội để chúng ta làm nên điều bất ngờ hoàn toàn có thể, tính khả thi là rất cao khi cánh cửa tới World Cup rộng hơn rất nhiều. Tin tiếp theo, cựu trợ lý thầy Park từ Việt Nam muốn dự World Cup thì phải vươn tới đẳng cấp ngang Nhật Bản, Hàn Quốc. Thưa quý vị, theo cựu trợ lý thể lực Petri won nếu tuyển Việt Nam muốn hoàn thành giấc mơ chinh phục tầm vé dự World Cup thì phải vươn lên đẳng cấp hàng đầu châu lục trước. Tuyển Việt Nam vẫn đang nắm rất nhiều ưu thế để vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện thầy cho ông Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng đấu của mình với 11 điểm sau 5 trận. Nếu được bước tiếp tới vòng loại thứ ba, chúng ta hoàn toàn có thể mơ về tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Thế nhưng, theo cựu trợ lý thể lực Patrick người từng đứng sau thành công rực rỡ của U23 Việt Nam năm 2018, thì chúng ta phải vươn tới đẳng cấp của những thế lực hàng đầu châu Á. Trong bài viết trên thể thao 247, cánh tay phải một thời của huấn luyện viên Park Hang Seo chia sẻ, từ quốc gia Việt Nam thời điểm hiện tại đã có thể xem là đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Tuy nhiên, nếu muốn hướng tới những cao hơn và ở xa hơn, chẳng hạn như là vô địch Asian Cup, dự World Cup, đó là quá trình cần nhìn nhận rõ ràng. Tôi nghĩ rằng muốn dự World Cup các bạn nên nhìn nhận rõ ràng là phải đứng top đầu châu Á cái đã. Và để vào được nhóm trong những đội mạnh nhất châu Á, chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng tất cả mọi thứ chúng ta có, rằng đã đủ để so sánh với các nền bóng đá hàng đầu chưa. Tôi muốn nói đến những vấn đề như là đội ngũ đào tạo có năng lực, chuyên môn, tầm nhìn xa, hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ thực sự chất lượng, trải dài khắp đất nước cơ sở vật chất phục vụ mọi sinh hoạt, tập luyện của cầu thủ chuyên nghiệp và đào tạo trẻ phải thực sự tốt nhất, lãnh đạo thì có tầm nhìn xa. Khi các bạn đem cái thứ gì đó đi so sánh với nền bóng đá hàng đầu khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran mà cảm thấy có sự tương đồng, tôi nghĩ rằng đó là lúc mà chúng ta có thể mơ về việc dự vòng loại World Cup. Huấn luyện viên Bai Chi Won kết luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.